Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 28 tây tháng 2 năm 2024. Thì mình đang đứng tại trường đua Phú Thọ, quận 11. Hôm nay sẽ quay cho quý vị và các bạn trường đua Phú Thọ, quận 11. Và chúng ta sẽ nhìn lại trong cái thời gian hình thành và phát triển đến thời điểm bây giờ có những cái thay đổi gì hay không. Mình sẽ quay toàn bộ cái khu vực bên trong trường đua Phú Thọ đã gửi đến quý vị cho các bạn cùng xem nha. Bây giờ mời mọi người theo chân đi vào bên trong. Đây là cổng của trường đua Phú Thọ, trường đua ngựa nè, ngay địa chỉ là số 2 Lê Đại Hành. Mình đang đứng ở phía cổng ngay số 2 Lê Đại Hành, phía bên trên cổng là chúng ta thấy có hình con ngựa ha. Bây giờ để mình vào khu vực này coi có cho vô hay không, hay là mình sẽ đi vào cổng số 4. Rồi mời mọi người đi theo mình nha. Đây là cổng số 2A. Đường Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ha. Do cổng số 2 hồi nãy là cái khu của hành chánh cho nên là không có vào được. Bây giờ mình đang bước vào bên trong khuôn viên của trường đua Phú Thọ nè. Đây là công trình từ cái thời Pháp để lại nha, trường đua Phú Thọ. Đây phía đây là có một cái này, cái gì mình cũng không rành. Khu vực này là không có cho đi nè, có xây những cái hàng rào lại hết rồi. Quý vị và các bạn thấy kiến trúc không? Kiến trúc ngày xưa đó, ở chỗ khu vực văn phòng. Bây giờ quay xa lại đằng kia, do ở đây không có cho vào bên trong nè, có cái đường này không cho vào, mình sẽ quay từ xa như vậy thôi để cho quý vị và các bạn thấy cái công trình của nhà thi đấu Phú Thọ. Trường đua Phú Thọ là một trường đua ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia đây là trường đua ngựa duy nhất của Sài Gòn và Việt Nam. Nơi đây cũng diễn ra các cuộc đua mô tô. Trường đua Phú Thọ được người Pháp xây dựng từ năm 1932 với diện tích là 444.540 m². Từ ngày 31 tháng 5 năm 2011, trường đua đã bị đóng cửa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Vì trước đây nơi đây là nơi để tổ chức các cuộc đua ngựa dành cho các sĩ quan của Pháp vui chơi giải trí, và sau đó trở thành một chỗ cá cược, đua ngựa, các trò chơi đỏ đen, cho nên là được Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định nghiêm cấm không cho tổ chức đua ngựa nữa từ năm 2011. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong để coi hiện nay là sân Phú Thọ, trường đua ngựa ngày xưa có những gì thay đổi. Thì bên tay phải của mình bắt đầu là cái sân bóng đá nhỏ. Phía trước đây là cũng là một cái sân bóng đá nữa. Không biết là cái chỗ vị trí khán đài của ngày xưa người ta xem đua ngựa là nó nằm ở đâu. Mà bây giờ mình quay ngược lại nè, phía bên đây. Ở đây là một, hai, ba cái sân bóng đá mini. Và phía bên trên đây, là không biết là đây là một cái tòa công trình hay là cái khán đài để xem thì mình cũng không rành lắm. Nhưng mà với kiến trúc ngày xưa quý vị các bạn thấy nè, với kiến trúc ngày xưa xây dựng từ thời Pháp. Kính thưa quý vị, vì lý do là bảo vệ ở khu vực trường đua Phú Thọ không cho phép quay phim cho nên là mình không có quay được nhiều, chỉ bước vào cổng mà quay được khoảng một vài phút để gửi đến quý vị và các bạn.
Chính vì lý do đó cho nên là mình mới tạm dừng video, thì xin mọi người thông cảm. Thì cái khu vực ở trường đua Phú Thọ là chắc có lẽ là mình sẽ không vào đó quay được nữa rồi. Lý do là bảo vệ người ta không cho phép mình quay phim ở trong khu vực đó. Thì thôi, mình xin tạm dừng video ở đây, sẽ tìm những địa điểm mới để tiếp tục quay gửi đến quý vị và các bạn. Mong mọi người thông cảm nha. Xin quý vị xem video một vài phút vui vẻ và chia sẻ cho mình. Xin thân ái và chào tạm biệt.